Chào mừng các anh chị đã đến với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Và ngày hôm nay Ăn Sạch Sống Khỏe xin chia sẻ với anh chị về món thịt trâu xào tỏi và rau muống. Ngày hôm qua mình đã làm cái món thịt trâu xào với đậu cô pe thì rất nhiều anh chị yêu cầu mình làm món thịt trâu xào với rau muống. Thì để chúng ta có một món thịt trâu xào rau muống ngon thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu này. Thứ nhất là thịt trâu tầm 300g nhé các bạn nhé. Thịt trâu thì các bạn nên chọn cái thịt trâu nó ở bắp, nó ăn rất là ngon này. Nhìn này, thịt trâu bắp này các bạn nhìn này, tươi nguyên. Đây là mình mua ở nhà dân nhé, người ta thịt một tuần một lần thôi. Thứ hai thì các bạn cần một chút cái hành tây để làm sao nó hòa quyện cùng với vị của thịt trâu, tỏi và ớt. Tiếp theo là bạn sẽ chuẩn bị một 0,5kg rau muống xanh ngon và non. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị mỡ hoặc là dầu. Mỡ và dầu này khi chúng ta trộn vào thịt trâu, khi chúng ta ướp ý, thì nó tạo lên cái vị đậm. Và thứ hai là thịt trâu của chúng ta tạo lên cái độ béo ngậy thì ăn nó mềm và giòn ngon hơn. Tiếp theo là hạt nêm. Nếu mà các bạn không dùng hạt nêm thì các bạn có thể dùng bột canh hoặc mì chính, nhưng mình ở đây mình thích dùng hạt nêm. Đấy, trên đây là toàn bộ những cái nguyên liệu để chúng ta có thể tạo một cái món ăn thịt trâu xào rau muống rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được và cực kỳ ngon. Tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất hàng ngày về món ăn ngon, đơn giản, dễ làm mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiếp theo là phần chế biến nguyên liệu, thì mình sẽ chế biến món, đây là thịt trâu của chúng ta. Và mình sẽ thái các bạn nhé. Về cái thịt trâu này thì nó có nguyên lý thái. Một số bạn thì sẽ không biết cách thái, các bạn thái nó không đúng thớ thì rất là dai và khó và đau tay. Nên thì thịt trâu nó có thớ, đây không phải là thớ của nó, rất là khó thái nhé. Nhưng đây là thớ này các bạn nhìn này, khi mình thái này. Đấy, rất là mỏng luôn, các bạn có thể nhìn này. Rất là dễ thái, mỏng này. Đấy, các bạn xem này, cực kỳ dễ thái này. Cái miếng thịt trâu của chúng ta thái ra nó ngon như thế này các bạn nhìn này. Cực kỳ ngon nhá, các bạn nhìn này. Cái thịt trâu của chúng ta nó ngon, các bạn xem. Nó rất là ngon. Mà rất dễ thái nhá, nó mềm. Thịt trâu này thịt trâu bắp đùi. Các bạn nên đặt nhá. Ăn thì chúng ta nên ăn thịt trâu bắp đùi, nó sẽ ngon. Nó vừa độ ngấy và rất là dễ ăn. Đấy, các bạn xem này. Đấy, mình thái ra. Các bạn xem là cực kỳ ngon nhá. Đấy, các bạn nội trợ thì chú ý. Cái này chúng ta không cần phải khéo tay. Chỉ cần là chúng ta làm nhiều và chúng ta chọn những món ăn đơn giản, không cần cầu kỳ. Đấy, chị em mà làm được cái này thì chồng về là chồng thích, chồng yêu nhá. Đây là các bạn để ý này, khi sau khi mà mình thái thịt trâu ra thì cái thớ của nó, các bạn nhìn này, cái miếng thịt trâu nó rất là ngon. Đấy, nhìn nó đỏ tươi này, rất là ngon. Và tiếp theo là mình sẽ sơ chế các gia vị để ướp với thịt trâu làm sao cho nó ngon. Đây là tỏi và ớt và hành tây thì mình sẽ sơ chế nhé các bạn. Xem này, mình sẽ sơ chế. Đấy, bây giờ mình sẽ sơ chế tỏi các bạn nhé. Tỏi chúng ta chỉ đập đơn giản thôi. Tỏi này thì mình chọn là tỏi ta. Cái này là tỏi ta nhé. Tỏi này là tỏi mà ở dân. Mình thì chuyên đi đặt ở dân thôi, vì mình muốn ăn sạch các bạn. Chúng ta ăn sạch. Đấy. Tỏi này thì chúng ta đập cho cả vào rau muống và cho cả vào thịt nhé các bạn nhé. Thịt trâu ướp và rau muống là bạn chúng ta cho vào. Chúng ta băm nhỏ này. Nó có những cái vỏ ấy, các bạn cứ cậy yên tâm là những cái vỏ không sao cả. Nó có những cái vỏ của cái củ tỏi ra, cậy nó. Chúng ta sẽ băm nhỏ. Ok, được rồi. Chúng ta sẽ cho vào đĩa. Đấy, chúng ta sẽ cho vào đĩa. Đây là tỏi chúng ta sau khi băm ra tiện. Tiếp theo là mình sẽ thái hành tây. Cái hành tây này thì các bạn nên thái theo chiều này thì miếng hành tây nó sẽ rất là đẹp, các bạn để ý này. Này, các bạn nên thái theo kiểu này. Để sơ chế hành tây nhá. Các bạn này, các bạn nên sơ chế kiểu này. Này, thái kiểu này nhá. Để khi mà chúng ta xào thịt trâu chúng ta sẽ cho vào. Hành tây thì không cần nhiều, hành tây chỉ cần một chút thôi. Không phải có để cho cái mùi của thịt trâu nó sẽ ngon. Đấy các bạn này.
mình sẽ sơ chế ớt nha các bạn nhé. Bạn nào mà không ăn được cay thì chúng ta sẽ không cần đâu. Mình thích ăn cay thì chúng ta sẽ sơ chế ớt. Đấy, ớt thì mình sẽ sơ chế các bạn để ý. Ớt thì chúng ta cho vào thịt trâu để làm sao nó cái mùi của thịt trâu nó dịu đi. Bạn nào không ăn được cay thì chúng ta không cần cho nhé. Nhâm dao này nó hơi to nên khi mà mình thái ớt thì nó cũng một chút khó khăn, nhưng mà không sao các bạn, có thể dùng dao khác. Đấy, ớt này. Ra lọc cái quả ớt thôi. Ra lọc bỏ hết hạt nha. Đấy. Ớt này thì rất là cay. Thái ớt nhỏ ra nha. Đấy, ớt nhỏ. Không còn nhỏ quá, làm sao mà cái này to, hơi to một chút này. Chúng ta có thể nhìn lên cho. Mà nó không thích ăn cay thì chúng ta không cần phải cho vào nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sau khi sơ chế các gia vị chế biến thì mình bắt đầu, bây giờ mình sẽ ướp thịt trâu các bạn nhé. Thịt trâu thì các bạn sẽ cho tỏi vào này. Cho tỏi này. Được chưa? Sau mình các bạn sẽ cho hạt nêm vào. Đấy. Hạt nêm này nó không mặn, các bạn cho nhiều một chút cho tỏi này. Rồi bạn sẽ cho mỡ hoặc là dầu ăn. Mỡ hoặc là dầu ăn các bạn nhé. Sẽ ngấm. Ok. Bạn trộn đều, ớt thì bạn sẽ cho lúc cuối nhé. Bạn thích ăn thì bạn cho lúc cuối thôi. Nhà mình thì cũng có người ăn được, có người không, nên là mình cũng chỉ cho lúc cuối thôi. Này, bạn sẽ trộn đều lên. Đấy, bạn trộn đều lên nhé. Một chút nữa. Được chưa? Bạn nào thích ăn nước mắm thì có thể cho nước mắm. Nhà mình hôm nay mình không cho nước mắm bởi vì cái hạt nêm này là đủ rồi. Sau khi chúng ta đã ướp xong rồi, mình sẽ để gia vị ngấm trong vòng 30 phút. Bạn nhớ nhá, bạn để tầm 15 đến 20 phút cũng được. Để làm sao thịt trâu của chúng ta nó ngấm. Ngấm vào gia vị thì ăn nó có vị thơm, vị đậm đà của thịt nhá. Chúng ta để trong vòng 30 phút. Đây, cảm ơn bạn. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ xào thịt trâu các bạn nhé. Thịt trâu. Giờ cho là mỡ vào. Chúng ta sẽ cho thịt trâu vào. Nhớ nhé, đấy, chúng ta bỏ. Sau khi ướp thịt trâu xong 30 phút thì chúng ta sẽ cho thịt trâu vào xào. Đấy, các bạn nhìn thấy thịt trâu rất là ngon nhé. Rất là ngon. Thịt trâu ngon rồi. Đấy, lửa lên là ngon, lửa nó xém là nó ngon. Các bạn mà tạo ra lửa thì càng tốt nhé. Nó chứng tỏ là mỡ già và trong thịt trâu nó béo ngậy. Thịt trâu của chúng ta rất là ngon. Trâu chuẩn bị gần chín thì chúng ta bắt ra, chúng ta để đấy, bắt ra nhé. Sau khi xào thịt trâu xong thì bây giờ chúng ta sẽ gắp thịt trâu ra, rồi chúng ta sẽ để chúng ta bắt đầu xào rau muống. Các bạn cho dầu vào, cho nóng chảo, chúng ta sẽ xào rau muống. Cho lửa to nhé, nó nóng chảo. Chúng ta xào rau muống. Rau muống chúng ta xào đơn giản thôi.
xanh này là gì? Nó do cái ánh điện nên là nó không gì nó hay là nó không phải đâu, nó muối rất là xanh. Nó xào ra muối gần chín thì chúng ta là bắt đầu cho thịt trâu rồi. Rồi xào lại thịt trâu một chút thì chúng ta là cho rau vào. Chúng ta cho mắm muối vừa đầy đủ rau nhé, nhớ là mắm muối vừa bởi vì thịt trâu đã ướp rồi nên là chúng ta sẽ cho mắm muối vừa. Chúng ta cho mắm muối vừa trước khi như này đúng rồi. Muối của chúng ta được đấy, chúng ta sẽ bắt đầu gắp ra để ra cả cái đĩa nhé. Đấy, bây giờ tiếp tục khi mà xào rau chín xong rồi chúng ta sẽ xào lại một trâu một chút cho nó gần chín, chúng ta sẽ cho rau vào. Đấy, bật lửa nhé, bật lửa. Chúng ta sẽ bật bếp lên này, chúng ta sẽ cho rau vào, muối vào. Đó, chúng ta sẽ đảo đều cái nước thịt trâu nó ra bởi cái rau muống này các bạn nhé. Nó quyện cùng với nước rau muống này thì ăn cực kỳ ngon luôn. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ cho hành tây vào cuối cùng. Đấy, vì hành tây rất là nhanh chín, ăn sống còn được nên chúng ta sẽ cho cuối cùng nữa các bạn nhé. Chúng ta sẽ không bị nhừ vào nữa. Chúng ta cho vào một tí đảo đều là chúng ta sẽ bắt ra. Hành tây rất là dễ để ăn, ăn sống còn được đấy. Chúng ta cho hành tây vào sau cuối cùng, nhớ các bạn nhớ nha, cái hành tây sẽ bị nhuyễn. Ta sẽ cho rau vào, sẽ gắp rau ra nhé. Rau này, thịt trâu rất là ngon. Đấy, bây giờ bạn nào gia đình nào mà ăn ớt thì có thể rắc ớt lên trên các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ rắc ớt lên trên ăn sẽ ngon hơn.